Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Trăm ngàn bộ kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chương trình tụng nguyện tự Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Hợp Bộ, quyển 4, phẩm 7, tán thán. Bây giờ Đức Phật bảo Địa Thần Kiên Lao: Này Tiện Nữ Tiên, đâu quá khứ có vị vua tên là Kim Long Tôn, từ khen ngợi các đức Phật quá khứ vị La Vị hiện tại. Con nay tôn trọng, kính lễ ngợi khen khứ lai hiện tại, chư Phật mười phương, chư Phật thanh tịnh, tịch diệt nhiệm màu, sắc tướng bậc nhất, ánh vàng chiếu sáng. Ở trong các tiếng Phật trên hết, giống như đại phạm, tiếng sấm rền vang, tóc Phật đen biếc, xoắn ốc sáng lên, ông anh khổng tước, màu chẳng thể bàn. Răng Phật trắng tinh, như ngọc kha tuyết, hiện ánh vàng rồng, phân đều sáng sạch. Mắt Phật dài to, thanh tịnh không nhơ, như đóa sen biếc. Nở soi nước xanh, tướng lưỡi dài rộng, hình sắc ánh hồng, ánh sáng chiếu diệu, như hoa mới nở, tướng tốt giữa mày, trắng màu ánh trăng, xoắn phải thấm nhuận, lưu ly sạch trong, mày cong dài nhỏ, hình mảnh trăng non, màu sắc đen mướt, hơn cả ông chúa, mũi cao tròn thẳng, như thoi vàng đúc, bề mại phía diệu, chính giữa khuôn mặt, tướng tốt Như Lai, thứ lớp tối thượng, được vị chân chánh, không ai sánh bằng. Mỗi lỗ chân lông sinh một lông xoắn, mịn mềm xanh biếc, giống cổ chim công. Khi vừa mới sinh, thông phóng ánh sáng, soi khắp mười phương, vô lượng cõi nước, bao cõi diệt tan tất cả các khổ. Khi các chúng sinh đạt được an lạc, địa ngục súc sinh và cả ngạ quỷ, tất cả trời người yên ổn không nạn đều bị diệt tan, vô lượng cõi ác, sắc thân vi diệu như nước vàng tụ, diện mạo thanh tịnh như vầng trăng tròn, thân Phật sáng rỡ như mặt trời mọc, uy nghi đi đứng như chúa sôi tử, ta dài buông xuống, quá khỏi đầu gối, giống như gió động, cành ta la rung, vân sáng một tầm, chiếu sáng không lường, như cả trăm ngàn mặt trời mặt trăng, thân Phật tịnh diệu, không hề nhơ bẩn, ánh sáng xoay khắp tất cả cõi Phật. Phật quang lồng lộng, sáng rực lửa hừng, che lấp vô lượng mặt trời mặt trăng. Đuốc mặt trời Phật soi vô lượng cõi, đều khiến chúng sinh theo sáng thấy Phật. Vốn đã tu hành, trăm ngàn hạnh nghiệp, cho nhóm công đức. Trang nghiêm thân Phật, cánh tay nhỏ tròn như mũi tượng vương, tay chân sạch mềm, kính ái không chán, chư Phật khứ lai. Như số phía trần, chư Phật hiện tại cũng lại như trên, Như Lai cũng vậy, con nay kính lễ, thân miệng thanh tịnh ý cũng như vậy, dùng hoa hương quý, cung kính cúng dường, trăm ngàn công đức, ca ngâm ngợi khen, giả sử trăm lưỡi, ở trong ngàn kiếp, khen công đức Phật chẳng thể tận cùng. Công đức Như Lai, vốn có trong đời, vô số bền chắc, vi diệu bậc nhất, vì có ngàn lưỡi, muốn khen một Phật, còn chẳng thể ít phần nhỏ công đức. Huân muốn ngợi khen công đức chư Phật, đại địa cõi trời lấy làm biển cả, đến trời hữu đảnh tràn đầy những nước. Con dùng sợi lông đến biết số giọt, nhưng không thể biết công đức một Phật. Con đã kính lễ khen ngợi Thế Tôn, nghiệp thân biện ý thể đều thanh tịnh, vô lượng nghiệp thiện đều đã tu tập, cùng các chúng sinh chứng đạo vô thượng. Như vậy nhân vương đã khen ngợi Phật, lại phát vô lượng tự nguyện như vậy, để con đời sau vô lượng vô biên, A Tăng kỳ kiếp dù ở nơi đâu, thường ở trong mộng, nhìn thấy trống vàng, được nghe âm thanh, sám hối sâu xa, nay đã ngợi khen, diện mạo thanh tịnh đời sau con nguyện, cũng được như vậy, công đức Thế Tôn, chẳng thể nghĩ bàn, trong trăm ngàn kiếp, rất khó được gặp, nguyện ở đời sau, trong vô lượng kiếp, đêm thấy trong mộng. Ngài nói như thật, con sẽ tu hành đầy đủ lục độ, cố giúp chúng sinh vượt qua biển khổ, về sau thân con thành đạo vô thượng, khiến thế giới con không gì sánh bằng, được dân trống vàng nhân duyên khen Phật, do phước báo này vào đời vị lai gặp Đức Thích Ca, được Phật thọ ký, đồng khiến hai con Kim Long Kim Quang thường sinh nhà con đều được thọ ký. Nếu có chúng sinh không ai giúp đỡ, các khổ vây quanh không chỗ nương nhờ, thì ở vị lai con sẽ vì họ làm người cứu giúp, và chỗ nương tựa có thể trừ khổ, khiến diệt tận cùng, ban cho chúng sinh an vui điều lành, đời vị lai đây
hành Bồ Đề Đạo, chẳng kể kiếp số tận cùng bản tế. Do kim quang ấy, sám hối nhân duyên, giải sự biển ác, biển nghiệp của con và biển phiền não đều càng không còn. Biển công đức nguyện của con viên thành, biển cả trí tuệ đầy đủ, sạch trong, công đức không lường trợ đạo Bồ Đề, như biển mênh mông, đầy đủ cho báu. Nhờ kim quang này, do lực sám hối, công đức Bồ Đề, ánh sáng vô ngại, tuệ quang thanh tịnh, soi suốt sạch trong. Thân con đời sau, ánh sáng chiếu khắp, công đức uy thần, ánh sáng rực rỡ, ở trong ba cõi đặc thù tối thắng, những lực công đức không hề giảm tổn, sẽ độ chúng sinh vượt qua biển khổ, đều đem đặt vào biển cả công đức. Nhiều kiếp đời sau, hành đạo Bồ Đề, như xưa chư Phật hành đạo Bồ Đề, ba đời chư Phật cõi nước sạch quý, chư Phật chí tôn, vô lượng công đức, khiến con đời sau được điều đặc biệt, cõi tịnh công đức, chư Phật Thế Tôn. Tính tướng nên biết, bây giờ quốc vương, tôn giả Kim Long, chính là thân ông. Hai con lúc đó, Kim Long, Kim Quang, đây là con ông, ngân tướng vân vân. Phẩm 8 không. Vô lượng kinh khác giảng rộng về không, nên ở kinh này, tóm lược dạy nói, chúng sinh căn chậm, trí tuệ ít ỏi, chẳng thể biết nhiều, vô lượng nghĩa không. Nên ở kinh này, lược nói về không, phương tiện phi diệu, vô số nhân duyên, vì kẻ căn chậm, khởi tâm đại bi, để ta diện nói kinh vi diệu này, do ta hiểu rõ tâm ý chúng sinh, thân này hư ngụy giống như hư không, lục nhập xóm làng, chỗ dừng giặc kết. Tất cả tự trụ đều chẳng biết nhau, nhãn căn nhận sắc, ta phân biệt thanh, mùi ngửi các hương, lưỡi nếm các vị, còn về thân căn, tham nhận các xúc. Ý căn phân biệt tất cả pháp trần, sáu tình các căn đều có nhân duyên, cảnh giới các trần chẳng tạo duyên khác, tâm như huyện hóa chạy theo sáu tình mà luôn vọng tưởng phân biệt các pháp, giống như mọi người chạy theo hư không, tai hại xấu giặc ngu chẳng biết tránh, tâm luôn nương tựa cảnh giới sáu căn, tất cả tự biết là chỗ dò xét, đi theo sắc thanh hương vị xúc pháp, tâm ở sáu tình như chim mắc lưới, tâm ấy mọi chỗ lưng ở các căn, theo đuổi các trần không hề tạm bỏ, thân rộng hư ngụy chẳng thể trưởng dưỡng, không có tranh tụng cũng không làm chủ, từ các nhân duyên hòa hợp mà có, không có thật bền vọng tưởng khởi lên, tất cả nghiệp lực hư giả rỗng không, địa thủy hỏa phong tập hợp thành lập, tùy lúc giảm tăng tàn hại lẫn nhau, giống như bốn rắn cũng ở một hợp, rắn bốn đại đó tánh chúng khác nhau, trên hai dưới hai, các phương cũng hai. Như vậy rắn đại đều diệt không còn, hai rắn địa thủy, tánh chúng nặng chìm, hai rắn phong hỏa, tánh nhẹ thăng lên. Hai tánh tâm thức lay động chẳng dừng, theo nghiệp thọ báo các cõi trời người, theo nghiệp đã tạo bị đọa ba cõi, địa thủy hỏa phong, khi hoại diệt tan, đại tiểu bất tịnh, chảy tràn bên ngoài, tân sinh ra trùng, không thể yêu thích, bỏ nơi gò mã như cây mục nát. Thiện nữ phải quán các pháp như vậy, chỗ nào có người và cả chúng sinh. Vốn tính tịch tỉnh, vô minh nên có, các đại như trên, tất cả chẳng thật. Vốn tự chẳng sinh, tánh không hòa hợp. Do nhân duyên trên, ta nói các đại vốn chẳng chân thật, hòa hợp mà có, thể tánh vô minh, vốn tự chẳng có, vọng tưởng nhân duyên, hòa hợp mà sinh. Do không thật có, vô minh giả danh, vậy nên ta nói gọi rằng vô minh. Hành thức danh sắc, lục nhập xúc thọ, ái thủ hữu sinh, lão tử ưu não, các nghiệp và khổ chẳng thể nghĩ bàn, sinh tử vô tế, xoay vần chẳng dứt, vốn không có sinh, cũng không hòa hợp, suy nghĩ chẳng lành, tâm hành tạo tác, ta đoạn tất cả kiến chấp buộc ràng, dùng dao trí tuệ các lưới phiền não, ngôi nhà nắm ấm, quán đều tịch tỉnh, chứng đạo vô thượng, công đức vi diệu, mở cửa cam lộ, hiện bình cam lộ, vào thành cam lộ, ở nhà cam lộ, khiến cho chúng sinh
ân vị cam lộ, tuổi loa đại pháp, đánh trống đại pháp, tắp đèn đại pháp, rưới mưa thắng pháp. Cho nay phá tan tất cả oán kết, dựng lên pháp tràng vi diệu đệ nhất, độ các chúng sinh khỏi biển sinh tử, dứt hẳn ba ác vô lượng khổ não, phiền não bừng cháy tiêu đốt chúng sinh, không ai cứu giúp, không chỗ nương tựa. Ta dùng cam lộ vị ngon mát dịu, khiến họ đầy đủ nóng cháy khỏi liền. Ở vô lượng kiếp tu hành các hạnh, cúng dường cung kính chư Phật Thế Tôn, kiên cố tu tập đạo quả Bồ Đề, cầu được pháp thân Như Lai chân thật, bởi những vật quý cơ thể tay chân, đầu mắt não tủy, tình yêu nữ nam, tiền tài trân bảo, trân châu kim ngân, lưu ly anh lạc, vô số Phật khác, hoan hỷ bố thí, tâm không hối tiếc, quán pháp tánh không là trí vô thượng, trung tam thiên đại thiên thế giới, chặt cây cối để làm thể đếm, 3.000 đại địa tán thành bụi, những bụi này cùng khắp hư không. Tất cả chúng sinh có trí tuệ, đem trí tuệ này cho một người, những người như vậy nhiều như bụi, tính số bụi này biết số lượng. Trí tuệ Như Lai chẳng thể tính, một niệm trí tuệ của Thế Tôn trong vô số kiếp tính không hết. Phẩm chín y không mãn nguyện. Hán dịch đời Lương. Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế. Lúc đó thì nữ thiên Như Ý bảo quan diệu ở giữa đại chúng đứng dậy sẽ áo bài vai phải, quá phải quỳ xuống đất chắp tay cung kính, dùng cả bạch đức Phật. Cân hỏi lưỡng túc tôn, tôi thắng soi thế gian, pháp Bồ Tát chánh hạnh, nguyện rủ lòng chấp nhận. Phật dạy thì nữ thiên, nếu ngươi có nghi ngờ thì tùy ý tôi hỏi, ta sẽ phân biệt nói Bồ Tát tu thế nào hạnh Bồ Đề chân chánh, liệt sinh tử niết bàn, lợi ích mình và người. Đức Phật bảo, này thiện nữ, đi theo pháp giới mà hành pháp Bồ Đề, tu hành bình đẳng. Này thiện nữ thiên, thế nào gọi là nương nơi pháp giới tu pháp Bồ Đề, tu hành bình đẳng? Này thiện nữ thiên, năm ấm có thể hiện pháp giới. Pháp giới tức là năm ấm cũng chẳng thể nói. Chẳng phải năm ấm cũng chẳng thể nói. Vì sao? Vì nếu năm ấm là pháp giới, tức là đoạn kiến. Nếu lìa khỏi năm ấm, tức là thường kiến, lìa khỏi nhị biên, chẳng chấp trước nhị biên, thì chẳng thể chấp xa lầm. Cái thấy không tên gọi, không hình tướng, nó gọi là nói đến pháp giới. Nay thì nữ thiên, làm sao năm ấm có thể hiện ra pháp giới? Nay thì nữ thiên, như vậy năm ấm chẳng từ nhân duyên sinh. Vì sao? Vì nếu từ nhân duyên sinh, thì đã sinh nên được sinh và chưa sinh nên được sinh. Nếu đã được sinh, thì vì nhân duyên gì sinh? Nếu đã sinh mà chẳng từ nhân duyên sinh, thì nếu khi chưa sinh chẳng thể được sinh. Vì sao? Vì chưa sinh các pháp tức là không có, không tên gọi, không hình tướng, chẳng thể dùng tính toán thí dụ để biết được. Vì chẳng phải do nhân duyên sinh ra. Này thì nam, thì nữ thiên, ví như tiếng trống nương vào gỗ, nương vào da, nương vào dùi, nương vào nhân công để được phát ra tiếng. Tiếng trống đó là không, quá khứ cũng không, vị lai cũng không, hiện tại cũng không. Vì sao? Vì âm thanh của trong đó chẳng từ gỗ sinh ra, chẳng từ da sinh ra, chẳng từ dùi sinh ra, chẳng từ nhân công sinh ra. Tiếng này chẳng từ ba đời sinh ra, tức là chẳng sinh. Nếu chẳng sinh thì chẳng diệt, nếu chẳng thể diệt thì không từ đâu đến, nếu không từ đâu đến thì cũng không đi về đâu, nếu không đi về đâu thì chẳng thường chẳng đoạn, nó chẳng thường chẳng đoạn thì chẳng một chẳng khác. Vì sao? Vì nếu chẳng một chẳng khác đối với pháp giới, nếu vậy thì người phàm phu có thể thấy chân đế, đạt được niết bàn an lạc vô thượng. Nghĩa này chẳng đúng, và nên chẳng phải một. Nếu cho là khác thì tất cả hành tướng của chư Phật Bồ Tát tức là chấp trước chưa được giải thoát phiền não trói buộc, thì chẳng thể chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì tất cả thánh nhân ở trong pháp hành và phi hành đồng với trí tuệ hành, cho nên nó chẳng khác. Vậy nên năm ấm chẳng phải có, chẳng từ nhân duyên sinh, chẳng phải chẳng có năm ấm, chẳng vượt trên cảnh giới bậc thánh, chẳng phải dùng ngôn ngữ để hiểu được, không tên gọi, không hình tướng, không nhân, không duyên, không có cảnh giới, không có thí dụ, vốn là tịch tịnh, xưa nay từ nó là không.
Vậy nên nam ấm có thể hiện pháp giới này thì nữ thiên, thì nam thì nữ nào muốn cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, khác với chân, khác với tục. Như vậy khó có thể nghĩ lường, đối với cảnh giới thánh phàm không tư duy sai khác, chẳng bỏ tục, chẳng bỏ chân, nương theo pháp giới làm hạnh bồ đề. Khi Đức Thế Tôn giảng nói xong, thì nữ thiên hớn hở vui mừng, liền đứng dậy, xẻ áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay cung kính, một lòng đảnh lễ bạch Đức Phật. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đại giả nói về chánh hạnh bồ đề, con nay phải học tập. Khi đó chủ cõi Ta Bà vừa đòi đại phạm, ở giữa đại chúng hỡi thiện nữ thiên như ý bảo quang diệu, hạnh bồ đề này khó có thể tu hành, làm sao tâm của thiên nữ đối với hạnh bồ đề này mà được tự tại? Thiện nữ thiên đáp: Thưa đại phạm vương, nếu lời Đức Phật nói là sâu xa chân thật thì tất cả phàm phu chẳng đạt được vị ấy. Cảnh giới thánh này phi diệu có biết, nếu lòng tôi nương theo pháp này mà được trụ được an lạc, là lời nói chân thật, thì tôi nguyện cho vô lượng vô biên chúng sinh trong tất cả đời ác năm trượt đều được 32 tướng màu vàng đồng, chẳng phải nam chẳng phải nữ, ngồi hoa sen báu, nhận được vô lượng an lạc, mưa xuống hoa đẹp cõi trời, các âm nhạc cõi trời chẳng tấu mà tự kêu, tất cả sự cúng dường đều đầy đủ. Khi ấy thì nữ tiên nói xong, chúng sinh trong tất cả đời ác năm trượt đều đầy đủ 32 tướng màu vàng rồng, chẳng phải nam chẳng phải nữ, ngồi hoa sen báu, nhận được vô lượng an lạc, giống như cung trời tha hóa tự tại, không có các đường ác. Cây báu thẳng hàng, hoa sen bảy báu đầy khắp thế giới, mưa xuống hoa trời bảy báu đẹp đẽ, nhạc trời tấu lên. Thì nữ thiên như ý bảo quang diệu, lập tức chuyển thân nữ làm thân phàm thiên. Vua trời đại phạm hỏi Bồ Tát như ý bảo quang diệu: Thời xưa Bồ Tát dùng hạnh gì để tu hành hạnh bồ đề? Bồ Tát đáp: Thưa phạm vương, nếu trăng đáy nước có thể tu hành hạnh bồ đề thì tôi cũng đã tu hành hạnh bồ đề. Nếu nằm mơ thấy tu hành hạnh bồ đề thì tôi cũng tu hành hạnh bồ đề. Nếu giọt sương ánh lửa tu hành hạnh bồ đề thì tôi cũng tu hành hạnh bồ đề. Nếu âm vang của tiếng tu hành hạnh bồ đề thì tôi cũng tu hành hạnh bồ đề. Vua trời đại phạm nghe lời này rồi nói với Bồ Tát. Bồ Tát nương vào đâu mà nói lời này? Bồ Tát đáp: Thưa phạm vương, không có một pháp nào mà có thật tướng hoặc thành tướng nhân quả. Phạm vương lại bạch: Nếu như đây á, thì các phàm phu đáng lẽ đều đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát đáp: Do suy nghĩ điều gì mà vua nói như vậy? Thưa phạm vương, người si mê khác, người trí tuệ khác, bồ đề khác, chẳng phải bồ đề đề khác, giải thoát khác, chẳng phải giải thoát khác. Thưa phạm vương, như vậy các pháp bình đẳng không sai khác. Đối với pháp giới này, như như chẳng khác, không có trung gian để có thể chấp giữ, không tăng không giảm. Thưa phạm vương, cứ như nhà ảo thuật dạy phép ảo thuật cùng với đệ tử ở tại ngã tư đường, lá nhuận đất cát cây lá gom lại một chỗ rồi làm đủ phép ảo thuật, khiến cho mọi người nhìn thấy những đàn voi ngựa, những xe, những quân, từng đống bảy báu, đủ thứ tràn đầy. Nếu có chúng sinh ngu si ít trí tuệ, chẳng có khả năng tư duy, chẳng biết gốc huyễn hóa, hoặc thấy hoặc nghe rồi suy nghĩ, đúng như ta đã thấy những đàn voi ngựa, rồi họ cho đó là chân thật, như điều đã thấy nghe, tùy theo năng lực rồi chấp vào điều đã thấy. Họ tự nói là thật, nhưng đối với người khác chẳng phải chân thật. Về sau chẳng suy nghĩ lại, người có trí thì có thể suy nghĩ rõ được gốc huyễn, hoặc thấy hoặc nghe rồi suy nghĩ, những đàn voi ngựa ta thấy chẳng phải là chân thật, chỉ có việc huyễn hóa mê hoặc mắt người. Những điều này mà gọi là những đàn voi ngựa, và những kho lẫm thì chỉ có danh tự, không có thật thể. Rồi như điều đã thấy, như điều đã nghe, tùy theo năng lực chấp, chẳng chấp trước sự thấy mà tự nói là thật. Đối với người khác, chẳng phải là chân thật. Sau chẳng suy nghĩ lại, những người trí này nói theo ngôn ngữ của thế gian, để muốn khiến người khác biết nghĩa chân thật. Nhưng tư duy như điều đã thấy, đã nghe thì chẳng như vậy. Thưa Phạm Vương, như vậy nếu có chúng sinh phàm phu ngu si,
Chưa đạt được trí tuệ của bậc thánh xuất thế, chỉ biết tất cả các pháp như như chẳng thể ngôn thuyết, thì những phàm phu đó hoặc thấy hoặc nghe hành pháp hay chẳng phải hành pháp, liền suy nghĩ thật có các pháp như vậy, đúng như điều ta thấy, đúng như điều ta nghe. Những người phàm phu đó như điều đã thấy đã nghe, rồi tùy theo năng lực mà chấp trước cái thấy, tự nói là thật đối với người khác chẳng phải chân thật, sau chẳng suy nghĩ lại. Nếu có chúng sinh chẳng phải người phàm phu đã thấy đệ nhất nghĩa đế, đạt được trí tuệ của bậc thánh xuất thế, biết tất cả pháp như như chẳng thể ngôn thuyết, các thánh nhân này hoặc thấy hoặc nghe hành pháp hoặc chẳng hành và chẳng phải hành pháp, tùy theo năng lực chẳng chấp trước sự thấy, tôi nói rằng là thật đối với người khác chẳng phải chân thật, sau chẳng suy nghĩ lại, hành pháp không thật chẳng phải hành pháp không thật, cũng như điều ta đã nghe, như điều ta đã thấy chỉ là suy nghĩ hư vọng, hành tướng chẳng phải hành tướng, mê hoặc trí tuệ của người, điều gọi là hành pháp hay chẳng phải hành pháp, chỉ có danh tự không có thật thể, như điều ta đã thấy, như điều ta đã nghe, tùy theo năng lực chẳng chấp trước sự thấy, tôi nói là thật. Đối với người khác chẳng phải chân thật, sau chẳng suy nghĩ lại, những thánh nhân này dùng ngôn ngữ như thế gian, thuận theo họ để giảng nói, vì muốn khiến cho người khác biết nghĩa chân thật. Như vậy, thưa Phạm Vương, thánh tri kiến của những thánh nhân này chẳng thể nói là pháp như như, bao gồm cả hành pháp và chẳng phải hành pháp. Pháp như như này là trí tha chứng, nên nói có vô số tên gọi. Vô trời đại phạm, hỏi Bồ Tát Nhĩ Bảo Quán Diệu, có bao nhiêu chúng sinh có thể hiểu, có thể thông đạt chánh pháp sâu xa vi diệu như vậy? Bồ Tát đáp: Thưa Phạm Vương, có bao nhiêu tâm chúng sinh bị mê hoặc thì có bấy nhiêu chúng sinh có thể hiểu, có thể thông đạt pháp sâu xa đó. Phạm Vương lại hỏi: Người huyễn hóa này chẳng có thì số tâm như vậy từ đâu mà có? Bồ Tát đáp: Thưa Phạm Vương, như vậy pháp giới chẳng có chẳng không, như vậy chúng sinh có thể hiểu, có thể thông đạt nghĩa lý sâu xa này. Khi đó Phạm Vương bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Nhĩ Bảo Quán Diệu này thông đạt chẳng thể nghĩ bàn nghĩa lý sâu xa như vậy. Đức Phật bảo: đúng vậy, này Phạm Vương, đúng như lời ông nói. Vì sao? Vì Bồ Tát Nhĩ Bảo Quán Diệu này đã dạy Phạm Vương học quán sát pháp nhẫn vô sinh. Đến đây vua đòi đại phạm, còn các phạm chúng đứng dậy, sẽ bày vai phải, quý phải quỳ xuống đất, chắp tay cung kính, đại lễ dưới chân Bồ Tát Như Ý Bảo Quán Diệu, thưa. Thật là hiếm có, hôm nay chúng tôi được gặp đại sư, được nghe chánh pháp. Bây giờ, Đức Thế Tôn đối với tất cả pháp đều thông đạt vô ngại, nên bảo Phạm Vương: Bồ Tát Như Ý Bảo Quán Diệu này, ở đời vị lai sẽ được làm Phật hiệu là Đức Bảo Diệm, các tượng thượng tạng Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Khi Phật nói kinh điển vi diệu kim quang minh này, 3.000 ức Bồ Tát đạt được không thoái chuyển đối đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. 8.000 ức thiên tử được thanh tịnh hoàn toàn đối với pháp thành tựu, pháp nhãn thanh tịnh, vô lượng vô số quốc vương, dân chúng được đạt được pháp nhãn thanh tịnh. 50 ức tỳ kheo tu hành hạnh Bồ Đề, như muốn thoái tâm Bồ Đề, nghe Bồ Tát Như Ý Bảo Quán Diệu nói pháp, liền được nguyện kiên cố đầy đủ chẳng thể nghĩ bàn, trở lại phát tâm Bồ Đề, đều tự cởi áo cúng dường Bồ Tát, một lần nữa phát tâm vô thượng thắng tấn. Phát tâm vô thượng thắng tấn rồi, chưa vị ấy phát nguyện xin khiến cho thiện căn công đức của chúng con đều chẳng thoái chuyển, xin hồi hướng đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, những tỳ kheo ấy nương theo công đức này tu hành, trải qua 90 đại kiếp sẽ được thành tựu. Những tỳ kheo này ra khỏi sinh tử, Đức Phật thọ ký cho chư vị ấy, đã qua 30 A Tăng kỳ kiếp sẽ được gặp Đức Phật hiệu Nang Thắng Quang Vương, còn nước của Đức Phật ấy tên là Vô Cấu Quang. Chư vị ấy cùng đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đồng một danh hiệu là thiện, là nguyện trang nghiêm giang xí vương Phật. Bây giờ Đức Phật bảo Phạm Vương: Kinh Kim Quang Minh này, nếu chú ý lắng nghe thì có thần lực lớn. Này Phạm Vương,
Ông đã tu hành sau pháp Ba La Mật hàng trăm ngàn đại kiếp mà không có phương tiện. Nhưng nếu có thiện nam thiện nữ đã được nghe kinh Kim Quang Minh này ghi chép hàng nửa tháng một lần chuyên đọc tụng thì sẽ được tích chứa công đức lành này so với công đức trước nhân lên trăm ngàn phần, chẳng sánh kịp một phần, thậm chí tính toán thí dụ cũng chẳng thể biết được. Này Phạm Vương, vì thế ta nay phải khiến cho các ông tu học thọ trì, vì người khác giờ nói rộng rãi, vì sao vì kinh điển ví dụ sâu xa như vậy. Khi ta tu hành đạo Bồ Tát như người ra chiến trận, chẳng tiếc thân mạng để được thông hiểu kinh này mà thọ trì độc tụng vì người khác giải nói. Này Phạm Vương, ví như chuyện Luân Thánh Vương, nếu vua tại thế thì bảy báu của vua chẳng mất, nếu vua băng hà thì tất cả bảy báu tự nhiên biến mất. Này Phạm Vương, kinh điển ví diệu Kim Quang Minh này nếu xuất hiện ở đời thì báu đại chánh pháp đều chẳng diệt, vậy nên phải nương theo kinh Kim Quang Minh để nghe đọc tụng thọ trì vì người khác giải nói ghi chép. Đối với công đức này, nếu tu hành tinh tấn Ba La Mật chẳng tiếc thân mạng, chẳng sợ mệt nhọc, như đệ tử của ta cần phải tinh cần tu học như vậy. Lúc đó vua trời đại Phạm Thiên Vương cùng với vô lượng phạm chúng đã thất tối thiên vương và chúng dạ xoa đều đứng dậy, sự án bài vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay cung kính đập bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng con sẽ hộ trì lưu truyền kinh điển vi diệu Kim Quang bên này. Pháp sư nói pháp, nếu có những ách nạn chúng con sẽ trừ diệt, khiến chư vị ấy đủ các sắc tướng và vị ngon, biện tài vô ngại, thân tâm giải thoát, chúng trong pháp hội đều được an lạc. Còn nước đó nếu đói kém giặc giả sợ hãi phi nhân thì chúng con sẽ phá tan hết. Và số nhân dân nước ấy giàu có an lạc đều do ân đức và năng lực của bốn vua chúng con. Nếu có người cúng dường kinh điển này, chúng con sẽ cũng sẽ luôn ủng hộ họ như đối với Đức Phật phong khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Hoạt Bộ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.